Pitree mời quý vị cùng điểm lại những diễn biến mới nhất của thị trường chứng khoán trong thứ Hai ngày 6 tháng 11. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên hồi phục thứ tư liên tiếp từ đáy trong tâm lý nghi ngờ của nhà đầu tư. Ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần thì thị trường đã bật tăng gần 10 điểm, sau đó thì biến động trong biên độ hẹp quanh mốc 1.081 đến 1.088 điểm ở hầu hết thời gian. Đến khi bước vào phiên ATC thì VN Index lại bật lên mạnh mẽ và kết thúc ở mức gần cao nhất trong phiên là 1.089,66 điểm, tăng 12,88 điểm, tương đương với 1,2%. VN30 cũng đồng thuận với mức tăng là 17,33 điểm, tương đương với 1,6%, lên mức 1.103,52 điểm. Tài nguyên cơ bản, cụ thể là ngành thép đã có diễn biến tích cực nhất trong phiên ngày hôm nay, theo sau đó là cổ phiếu của ngành viễn thông. Ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính thì lần lượt xếp hạng thứ 3 và thứ 4 với mức tăng gần như sát nhau. Mặc dù VN Index đóng cửa cao gần nhất trong phiên, nhưng thanh khoản từng phiên diễn biến thấp dần khi mà chỉ đạt hơn 14.000 tỷ đồng, phản ánh việc thị trường đang tăng trong nghi ngờ. Với việc thị trường đã hồi phục 4 phiên liên tiếp và chỉ còn khoảng 10 điểm nữa là VN Index sẽ tiến đến ngưỡng kháng cự 1.100 điểm, thì rất nhiều khả năng sẽ có một nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong tuần này. Về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì VB Bank đã dẫn đầu ngành ngân hàng khi mà đạt mức tăng điểm tốt nhất trong phiên là 5,05%. Sau thông tin ông Ngô Chí Trung Johnny là con trai của chủ tịch VB Bank Ngô Chí Dũng đã hoàn tất việc mua vào 70 triệu cổ phiếu VPB với giá trị tương đương gần 1.400 tỷ đồng vào ngày 2 tháng 11. Bên cạnh đó thì ngày 10 tháng 11 tới đây, VB Bank sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 1.000 đồng một cổ phiếu. Một cổ phiếu ngân hàng khác là STB thì cũng tăng điểm khá ấn tượng trong phiên này với 3,3%. Bên cạnh đó thì STB cũng đứng top các cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất trong phiên với khoảng 778 tỷ đồng và chủ yếu đến từ việc được khối ngoại mua dòng mạnh tay hơn 5,5 triệu cổ. HPG là yếu tố thúc đẩy ngành thép khi mà tăng 2,59% sau khi thông báo sản lượng bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng tức là HRC và thép xây dựng phôi thép đạt 635.000 tấn, tăng 7% so với tháng 9. Trong đó thì HRC ghi nhận tăng 17% so với tháng trước. Một thông tin bên lề khác là giá thép cây kỳ hạn tại Trung Quốc đã tăng lên trên mốc là 3.800 nhân dân tệ một tấn lần đầu tiên sau 7 tuần vào đầu tháng 11 nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ. Cũng đáng chú ý đó là P&G đã bất ngờ tăng mạnh 3,79% bất chấp doanh thu quý 3 giảm 6% so với cùng kỳ và sức mua đã giảm từ mặt hàng trang sức xa xỉ. Ngoài ra thì rất nhiều cổ phiếu cũng có mức tăng ấn tượng trong phiên ngày hôm nay, phải kể đến như là SHS 4,58%, GEX 4,47%, NHH Trần và EVF tăng 4,17%. Ở chiều ngược lại thì MWG vẫn chưa hết tiêu cực khi mà giảm 2,31% trong phiên ngày hôm nay và dẫn đầu các cổ phiếu giảm điểm gây áp lực lên VN Index. Đứng thứ hai trong danh sách giảm điểm là VRE, trong khi hai cổ phiếu nhà Vin khác là Vinhome và VIC thì lại diễn biến tích cực theo đà tăng của thị trường, thì VRE lại giảm 1,64%. OCB là một trong những mã hiếm hoi của ngành ngân hàng ghi nhận giảm điểm trong ngày hôm nay với mức giảm là 1,8%, trong khi đa số các cổ phiếu ngành ngân hàng thì đều tăng điểm. Về tình hình khối ngoại thì động lực chính của thị trường trong phiên ngày hôm nay chủ yếu đến từ dòng tiền của khối này khi mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua dòng khoảng 540 tỷ đồng trên toàn thị trường. Khối ngoại chủ yếu mua dòng vào STB giá trị 158 tỷ, HPG 119 tỷ hay là SHF 110 tỷ. Ở chiều ngược lại thì khối ngoại đã bán dòng mạnh nhất là MWG với giá trị 45 tỷ đồng. Đồng thuận với thị trường cơ sở thì chứng khoán phái sinh đã tăng mạnh ngay từ khi mở cửa và đóng cửa ở mức cao nhất cả phiên. Kết thúc thời gian giao dịch, VN30F1M đóng cửa ở mức 1.106 điểm, tăng 19 điểm. Tuy nhiên, thì khối lượng giao dịch tiếp tục giảm hơn phiên trước khi chỉ đạt hơn 245.000 hợp đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán dòng 892 hợp đồng với 5.184 hợp đồng long và 6.076 hợp đồng short. Nói rộng hơn tới chứng khoán châu Á thì các cổ phiếu trong khu vực này đã tăng đồng loạt mạnh trong phiên ngày hôm nay khi mà các thị trường đã sớm định giá theo sự cắt giảm lãi suất tại Mỹ và châu Âu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã tăng thêm 2,37%, nối tiếp đà tăng mạnh mẽ của tuần trước sau khi Ngân hàng Trung ương cho biết rằng Nhật Bản đã tiến gần hơn đến việc đạt được mục tiêu lạm phát nhưng vẫn chưa đủ để chấm dứt chính sách siêu nới lỏng của quốc gia này. Bên cạnh đó, thì chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 5,6% là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020 sau khi chính quyền tái áp đặt lệnh cấm bán khống đến giữa năm 2024. Ngoài ra, thì thị trường Trung Quốc cũng tiến lên mạnh mẽ trước dữ liệu về thương mại và lạm phát được công bố trong tuần này.
Ở phía bên kia bán cầu thì các chỉ số chứng khoán chính của phố Wall đã tăng điểm vào thứ Sáu sau khi dữ liệu cho thấy rằng tốc độ tăng trưởng việc làm ở Mỹ đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Điều này đã làm tăng thêm hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất kế hoạch tăng lãi suất. Theo báo cáo của Bộ Lao động thì bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 150.000 việc làm trong tháng 10, thấp hơn nhiều so với mức tăng dự kiến là 180.000 và tỷ lệ thất nghiệp thì tăng lên tới 3,9%. Dữ liệu việc làm thì cũng là yếu tố chính thúc đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm phiên thứ tư liên tiếp và đã có lúc lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã lùi về mức thấp nhất trong hơn 5 tuần. Kết thúc phiên giao dịch thì chỉ số Dow Jones đã tăng 0,66% lên mức 34.061,32 điểm. Chỉ số Nasdaq thì dẫn đầu mức tăng với 1,38% lên 13.478,28 điểm. Chỉ số S&P 500 thì cũng nhích thêm 0,94% lên mức 4.358,34 điểm. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ thì đồng đô la Mỹ đã mất giá đáng kể sau khi mà thị trường đón nhận thêm một số thông tin việc làm yếu đi của Mỹ ở cuối tuần trước. Cùng với đà đi xuống của lợi suất trái phiếu thì chỉ số đô la Mỹ Index cũng đã giảm mạnh xuống 104,8, được ghi nhận vào lúc 15:30 ngày hôm nay, tức là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 9. Trong nước thì tỷ giá trung tâm, giá mua bán tại các ngân hàng và tỷ giá chợ đen đều giảm mạnh. Các nhà băng đã hạ từ 120 đến 156 đồng tỷ giá 2 chiều, đưa phạm vi mua bán về mức 24.200 và 24.580 đồng một đô la Mỹ so với mức niêm yết tại phiên sáng thứ 6 tuần trước. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Phai Chi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!